À, và để tiếp theo chương trình, xin mời các anh chị và các bạn cùng thưởng thức với một giọng hát đã đoạt giải ba của giải cuộc thi tài tử miệt vườn, đó là tiếng hát của nghệ sĩ Đức Tài. Xin mời em. Để tiếp tục chương trình, Tài xin gửi đến anh, cô chú, anh chị em, khách của anh Hiệp một bài tân cổ được mang tên Đạo Làm Con. Chỉ cầu mong cho con được nên người. Dài nắng dầm mưa những miền vắng tươi cười, tháng tháng ngày ngày dài đây tay đó, mong kiếm được tình này lo lắng cho dẫu rằng thân gian nghèo hôn, miệng còn hơi thở là còn thương lo. Vì sao ơi tâm lòng gió, dù biển càng non mong những tình cho con vẫn không thay đổi. Thank you.
dịp phúc tay cho những ai còn cha với mẹ và cùng thành tâm chi buồn vì những ai mất mẹ lìa cha. Bây giờ con biết tìm đâu được đảm ơn sau cha mẹ mình. Con giờ chỉ biết đứng nhìn cho cảnh giặc để mình dẫn dư. Dù rằng xa cách ngàn phương nhưng con vẫn mãi nhớ thương trọn đời. Cảm ơn những nhân bông thân thương của anh chị